Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid. Sự vĩ đại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không nhờ vào cá nhân ngôi sao nào, dù đó có là Cristiano Ronaldo. Sự vĩ đại của Real Madrid đến từ một tập thể chiến thắng. Real Madrid vừa đánh bại Manchester City trong khuôn khổ trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24. Thực tế, đoàn quân Carlo Ancelotti gặp rất nhiều khó khăn tại Etihad khi Man City chủ động dồn ép khung thành đại diện Tây Ban Nha, nhất là sau khi họ phải nhận bàn thua sớm từ Rodrigo. 33 cú sút, 9 trúng đích từ Man City nếu so với Real Madrid dễ dàng nhận thấy, The Citizens áp đảo như thế nào bởi đội khách chỉ tung ra được 8 cú sút, 3 trúng đích. Nhưng chừng ấy là đủ để Real kéo Man City vào hai hiệp phụ, rồi loạt luân lưu định mệnh để phân định thắng thua. Ngay trên loạt đấu súng cân não, bên cạnh tài năng xuất thần của Lunin, Real Madrid còn thể hiện bản lĩnh vượt trội. Trong khi Luka Modric là ngôi sao duy nhất đá hỏng bên phía Real, Man City thất bại khi cả Bernardo Silva và Mateo Kovacic đều không thành công. Chiến thắng nghẹt thở nhưng vỡ òa đã đưa Real vào bán kết ngay trên đất Anh. Đoàn quân Carlo Ancelotti còn cách danh hiệu Champions League 3 trận đấu và họ đã chứng tỏ dù đội bóng có thay đổi đến đâu. Người đi kẻ ở ra sao thì suy cho cùng, Los Blancos sinh ra là một câu lạc bộ khát khao danh hiệu, họ vốn đã là một tập thể chiến thắng qua từng giai đoạn, từng năm tháng. Ronaldo rồi cũng là những khoảnh khắc. Sự vĩ đại của Real Madrid trong vòng một thập kỷ qua có đóng góp to lớn của hai gương mặt. Không ai khác là Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo. Việc Real có thể bảo vệ thành công ngôi vương hay tiếp tục chạm đến những chức vô địch tiếp theo để củng cố vị thế vua Champions League. Công đầu chính nhờ Zidane và những năm tháng khó phai mà Ronaldo khoác áo đội bóng này. Tại Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid vô địch thêm 4 Champions League, bên cạnh 2 siêu cúp châu Âu, 2 La Liga, 2 siêu cúp Tây Ban Nha và 2 Copa del Rey. Đồng thời không thể không kể đến 4 quả bóng vàng trong trọn bộ 5 quả bóng vàng thế giới mà CR7 đã sở hữu. Chính những chiến tích này, nửa trắng thành Madrid tôn vinh Ronaldo là huyền thoại sống của họ, người giành hàng tá những danh hiệu đỉnh cao và người giúp Real thách thức châu Âu một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, như dòng chảy tất yếu của cuộc sống, những gì Real Madrid đã và đang trình diễn trong 6 năm qua, kể từ ngày Cristiano Ronaldo ra đi cho thấy, suy cho cùng CR7 cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của câu lạc bộ. Cảm tưởng như tại Santiago Bernabeu, mỗi cá nhân đều là thực thể đóng góp vào sự thành công không thể chối cãi của Real và trải qua 5 tháng. Dù có người đến, kẻ đi thì Los Blancos vẫn vẹn nguyên tinh thần chiến thắng. Nhìn cách Real Madrid mang về những tài năng trẻ ở tuyến giữa, điển hình là Eduardo Camavinga hay Jude Bellingham đồng thời đang bay cao cùng cặp tiền đạo trẻ Vinicius Junior, Rodrigo để thấy Real Madrid là một câu lạc bộ huyền thoại, ngay cả khi những Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema đều đã rời đi. Sự vĩ đại của đội bóng này được xây dựng dựa trên tính kế thừa liên tục và sẽ chẳng nghi ngờ gì khi lại thấy Real Madrid của Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục vô địch Champions League 2023/24. Bất chấp lần đầu tiên sau 14 năm, họ không sở hữu một trung phong danh tiếng thực thụ trên hàng công kể từ khi Karim Benzema rời Madrid đến Ả Rập Xê Út hè năm ngoái.